Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên NASA đưa ra các phủ nhận về ngày tận thế, nhưng vẫn có những người dân tin vào điều này. Để đối phó với thảm họa tận diệt này, nhiều người đang có những cách làm rất khác nhau. Một nông dân ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc đã quyết định đóng một chiếc thuyền hình cầu khổng lồ giống như thuyền của Noa trong Kinh Thánh với sức chứa 30 người nhằm tránh những cơn đại hồng thủy được cho là sẽ quét qua Trung Quốc. Anh Liu Chiyuan, 45 tuổi ở làng Chentun, thuộc tỉnh Hà Bắc, đã chế tạo ra 7 chiếc thuyền hình cầu khổng lồ này để sẵn sàng đón đầu mọi thảm họa có thể xảy đến vào ngày tận thế đang tới gần. Được biết, những chiếc thuyền hình cầu này được làm bằng khung thép, bao bọc bằng vật liệu từ sợi thủy tinh, có thể chịu được những con sóng cao tới 1.000 mét, nhờ khả năng va đập tốt như một quả bóng bàn. Bên trong trái cầu có đủ dây an toàn, được thiết kế nhằm giúp hành khách thêm an toàn trong các trận bão. Quả cầu có thể chứa 14 người, song mức chứa tối đa của nó lên tới 30 người. Nó có thể hoạt động tốt trong vòng 2 tháng. Dù bị trôi dạt tới Bắc Cực hay Nam Cực thì cũng chống chọi được với giá rét. Nếu ngày tận thế có thực, bạn có thể nói rằng tôi đã làm được điều gì đó vì sự tồn vong của nhân loại. Trong quả cầu, anh Lưu dự định thiết kế thêm bàn ăn, giường ngủ và những tấm giấy dán tường trang trí. Chi phí cho mỗi quả cầu này khoảng 300.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 48.000 đô la Mỹ. Anh Lưu cho biết, ý tưởng làm chiếc thuyền trên được đưa ra sau khi xem bộ phim bom tấn 2012 của Hollywood. Ý định ban đầu của anh là tạo ra những ngôi nhà dã chiến này để chống chọi với động đất, vốn xảy ra khá thường xuyên ở Trung Quốc. Nhưng sau trận sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004, anh đã quyết định cải biến nó theo hướng có thể vượt qua những cơn đại hồng thủy. Anh Lưu cho biết thêm, bản thân đang phải gánh những khoản nợ vay của bạn bè và láng giềng để làm những quả cầu trên.